Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng thực phẩm chức năng để tăng cường sức khỏe và làm đẹp của người dân tăng nhanh. Tuy nhiên, thị trường thực phẩm chức năng tại Việt Nam lâu nay được đánh giá như một ma trận mà người mua không thể phân biệt được liệu sản phẩm có đạt chất lượng hay không. Trước thực trạng đó, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắc đã và đang tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc. Việc tăng cường kiểm tra việc buôn bán thực phẩm chức năng là việc làm cần thiết nhằm quản lý kiểm soát chặt chẽ, không để các loại thực phẩm chức năng không bảo đảm chất lượng trôi nổi trên thị trường làm ảnh hưởng đến quyền lợi, thậm chí gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng của người dân. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.